Trên tay mình là hai chiếc nút nhấn thường mở và thường đóng không giữ trạng thái. Đây là loại nút nhấn chịu dòng tải lớn lên đến 10A thần trở. Nút nhấn này thì thường được thấy trong các dây chuyền máy móc công nghiệp với chức năng như là nút khởi động, nút ngừng khẩn cấp hay là nút chức năng. Về kích thước thì cái nút nhấn này sẽ có chiều dài là 54mm và đường kính nút nhấn là 25,5mm. Trọng lượng của một cái nút nhấn như này là 30g và sẽ có hai trạng thái, đó là thường mở và thường đóng. Về cách lắp đặt của sản phẩm thì khi mà bạn lật nó ra như thế này thì bạn sẽ thấy một bên nó sẽ có cái rãnh dọc, một bên là không. Ở đây có một cái khe như thế này, bạn sẽ để cái tôi viết vào đây và bẩy ra, đồng thời cái tay này mình sẽ đúng này qua như thế này đó, vậy là xong. Còn khi mà mình lắp lại thì mình để ý là ở đây nó sẽ có những cái thanh, cái nhô lên như thế này, thì mình sẽ lựa nó vào những cái khớp của cái này, lựa nó vào và sau đó ấn mạnh xuống đó.